chị và các bạn nha. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là hạnh phúc, giảm áp bên gia đình trong những ngày dịch Tết đến nha. Chị và các bạn nha. Thì hôm nay là mùng 5 Tết nha cả nhà. Em với em không có đi mò cá gì hết, cho nên là trưa hai chị em buồn, đi dài dài cầm theo cái gỗ nha. Bây giờ em có một trò chơi dành cho em của em hôm nay nha, là thử thách ăn chui nha. Bây giờ em đi hái những cái trái xà non ở gần nhà em nè, với lại đi hái tắc nữa, đi hái tắc nữa để cho thử thách coi độ chua của em cỡ nào nha. Đây đây được ba trái của mami em thì cũng có vài trái nhỏ nhỏ. Giờ là em xin một trái nha mẹ ơi, một trái thôi. Để qua bên kia em còn một cây bảnh nữa cả nhà ơi. Nè này, đây là mấy cây chè xài non, cái cốc non nè, có nuôi ngỗng nữa nha. Đó, nay bé Dê chở tài leo cây nè, ăn cho mập lên nó. Rồi bây giờ leo cái cây rồi kìa. Làm lại, làm lại, cố lên, leo lên, cố lên. Em của em nó leo không tới nghe nhờ. Cái này em kia nó thọc mấy trái thì xuống nha, cái cây thọc thôi. Rồi, lại xuống. Ừ. Rồi, bốn trái thôi, đủ rồi. Như cái còn nó không gì? Tại vì chưa chưa vô lắm ấy. À bốn trái. Cái nhà lấy vườn không cho nên là khi nào muốn ăn thì cứ ra bỏ này, cả nhà bốn trái rồi. Cốc nè. Đây, đây. Em bẻ được bốn trái rồi, cái em tắt máy quay em leo lên em bẻ thêm được mớ nữa nha. Tại vì em nó trên cao quá, nó không có thọc cây tới, cho nên là em phải leo bẻ nè, thêm được mấy trái nữa nha. Mấy trái trên cao rồi nó bự như nè. Bây giờ em đi qua dài dài qua nhà cậu em bẻ thêm một mớ tắt nha. Đây. Nhà em đây được em đây cây không không ai nữa nè, là được hai cây nha. Còn cây xà đây là cây xà xà Thái nha. Nó mới có bông nè, nó chưa có trái nghe nha. Đây. Cha em bữa nay cũng nuôi được con chim đó. Đó. Em cũng cha em được hỏi nó con chim vậy mà em không có nhớ tên á. Nó cũng nói khôn lắm cả nhà ơi. Đi, còn em đi qua bên nhà cậu em đi thôi. Em có trồng cái tao nhà cậu em có trồng cái tắc ngon lắm. Được một mới nha. Đó. Để em coi thằng này. Đây nè. Ở trên trên còn. Ở trên nó có chín nhiều nha. Đây này, sạch này ngon quá nè. Đây nè nè, quăng 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 gì, quăng gì. Đây nghe nha. Đây. Đó. Hai khay thằng. Rồi, đây nha. Nữa hả? Đi ăn nữa phải không? Nhưng mà chị Hà được. Đi ăn cho.
chị giỏi cái môn này đó. Ngắt luôn. Này đi qua nhà con Năm bên đây nè. Nhà con Năm còn xài nữa nha. Đây. Chị bí với em nha. Con Năm em đây trồng nuôi gà nhóc luôn nha. Trời, em nuôi gà đá nha. Muốn muốn qua bên đây là phải cạo quá. Bước qua từ từ. Ui, nhóc gái luôn nè. Em nuôi nhiều thứ đó, mấy con mù cu nó kìa, dễ thương quá trời luôn. Đây để bẻ rồi đó hả, gì hay vậy? Đây em bẻ thêm một cái xài nữa là được rồi nha. Đây nè, rồi với bẻ đây rồi quá trời luôn. Cái này vừa qua mình bẻ kìa mọi người. Trời, nuôi một con nhóc luôn kìa, nó đậu trên nóc nhà kìa, thấy cưng quá trời luôn. Đây nó rụng cái nhà. Đây là toàn bộ thành quả nãy giờ em đi vòng vòng nhà của em nè. Bây giờ em đem vô em rửa cho sạch, rồi cái em với em đi kiếm chỗ nào đó thiệt là mát ngồi. Rồi cái đập chiếc mưa ớt hai chị em cùng ăn nguyên cái gỗ này nha. Chắc xe chùi lắm này. Rồi bữa nay Duy sức chịu đựng của Duy tới mức nào cái nha. Đây, đây, mình đi về. Múc nước rửa thôi nha. Rồi mình đi kiếm cái nào mát mình ngồi mình ăn. Năm siêu cay luôn hả chị hai? Năm siêu cay luôn. Cây nhà lá dừa. Em rửa cho nó sạch mũ hết cái mũ của nó. Ngồi đợi mình nè. Ăn thôi. Đi kiếm chỗ nào mát ta. Chảy manh hai chị em ngồi nha. Sóc ngon quá. Ở trên cao á có những cái nhóc chín vậy nè, nó muốn chín rồi nè. Còn mấy trái nhỏ là ở dưới thấp thôi. Tại ở dưới thấp này tụi em bẻ muốn hết rồi. Ăn muốn hết rồi. Đây, hồi nãy vô nhà em có lấy thêm hai trái chanh nữa nè. Em thích ăn chanh nha. Wow, tắt ngon quá trời luôn cái nè. Em thích nhất là bẻ trên cây xuống luôn á. Em vén nó rất là ngon. Để nguyên lá luôn. Mình ăn rồi mình lột ra nha. Đây. Còn Út Duy là em phụ trách cho việc đông muối ớt nha. Em thì phụ trách việc rửa trái cây. Chỗ em vậy là trái cây của tụi em đó. Hôm nay Út Duy phụ trách việc đâm muối nha cả nhà. Đâm ở cài mắt. Đâm cho nhuyễn ra nha. Ba trái là không biết ăn. Được không? Được không? Không được thì chị hai trợ giúp. Được mà. Nhìn mà chảy nước miếng luôn. Khúc mà ăn này còn chảy nước miếng hơn nữa. Được rồi đó Duy ơi. Đâm xong đây nè cả nhà. Đó. Chén mưa chảy nước miếng luôn. Rồi để đứng dậy lấy cái dao nhỏ đi Duy. Cái hai chị em mình đi. Giờ em đi dài dài ra ngoài phía sau vườn nhà cậu em nha. Phía cho nó chỗ nào mát mẻ mình ngồi. Cái trời của em á hôm nay thì ta tắt nước rồi cho nên là nghe cằn cằn lắm cho nên là cỡ nào cả nhà. Cái nhà thấy cái khung khung cảnh
em với em đi vòng vòng á thì kiếm được cái chỗ này rất là im luôn. Và ngay cái bụi tre nha. Đây. Tắc này em để đây, em lột sao nha. Bây giờ em gọt cóc với xài. Trời ơi, thấy mà thèm quá trời luôn mọi người. Đây, bây giờ gọt bằng chân lên mâm nha. Tại này tụi em không có chứ bạn để vỏ nha. Tại gọt vỏ nó chua lắm. Cái mùi xà đã không vậy? Lâu lắm rồi mới được. Cũng năm rồi. Năm rồi hả? Mới quay bữa quay chị ăn chua chị đây. Thì cái bữa clip chua đó nói trời ơi em ăn chua giỏi lắm rồi này kia. Đó. Hôm nay em cho ăn chua với em. Quay à. Mà thèm luôn ấy. Ừ. Giờ mà chưa chấm... được ăn đâu, cái này chưa cho ăn đâu, chút mới bắt ăn nha. Giờ mà chấm vô chấm nước. Mà Di cũng khép tay lắm mọi người ơi. Nè, chăm chén mướp nè. Trời ơi. Nãy em có bò kia bỏ vô ít đường á, cho nên là nó ngon lắm. Để tôi 4 cái xài luôn, hôm nay ăn đã luôn. Này là xài bên cậu em nè. Xài cắt qua lọc. Nó vàng đầu nè. Gần chín rồi đó. Gần chín rồi. Ừ. Bột ngon quá Di ơi. Có phúc nha. Hôm nay mình đi mình uống phúc. Đấy, phúc rất thích ăn chua. Mà cái này gì mà chua với cay là nó thích lắm. Cho phúc dòm miệng đi. Đây, cho phúc nhà bật clip cho coi đi vừa dòm miệng đỡ đi. Hai màu nó khác nhau nha. Tại đây là xe bưởi mà. Đặt một trái vô đi. Hai bên cậu em mình chín hết rồi. Còn xài bên em là nó bự lắm, nó mới chín. Nó chưa chín đâu. Có cái cây này là nó lai bưởi bưởi nè. Xài bưởi. Vì thấy thèm chưa Di? Tắt nghe rớp rớp rồi Di thấy thèm rồi nè. Cốc mới ngon. Mâm xài chua nha. Chưa đâu, còn nữa. Còn chanh nữa. Ừ. Ăn này, ăn. Nè, Di Nhi ơi. Này, đây là mâm trái cây đặc biệt hôm nay em dành cho Út Di nha. Hồi nãy giờ em ngồi em gọt á. Ừ, ngon không? Bây giờ chị ra cái này nha. Nếu như mà Di ăn với chị như gì chị ăn cái miếng nào mà Di ăn được miếng đó thì hôm nay chị có một phần thưởng cho Di nữa nha. Phần thưởng là cái gì? Một bao lì xì. Wow. Nha, chị ơi. Ok. Ok. Nha, chị ăn cái nào là phải ăn được cái chị nha. Ừ. Ok bình, cái nhà. Bình thường mà. Bất Di đã hứa với em là em ăn là Bất Di sẽ ăn được mà không nhăn mặt nha. Nhăn mặt là thua. Rồi em ăn không được là có hình phạt không? À, hình phạt hả? Là chị yêu cầu làm gì là phải làm giống cái con Phật đó nha, chịu không? Ok. Rồi móc éo, méo, méo. À, đó nha. Hứa với em rồi, nếu như em mà thua thì Quốc Di sẽ được một phong bao lì xì nha. Còn nếu mà em thắng là Quốc Di sẽ làm thêm một yêu cầu của em là làm theo động tác của một cái con vật nào đó thật là đáng yêu nha. Bây giờ em mời mọi người cùng ăn đồ chua với em. Và mời mấy chị bầu luôn nha. Đây. Giờ Di muốn ăn cái nào trước? Em mời mời mọi người trước nha. Mời ông bà cô chú miếng sọc. Này. Này chấm chấm nhiệt tình vô. Ớt nghiệm không cay. Đây mời mọi người nha. Mời mời cô chú. Đây. Em mời mọi người một miếng xài chấm ớt nha. Ngon. Về với phong bao lì xì cố gắng nè. Ở nhà coi coi có biến sắc chưa. Nhăn mặt là thôi nha. Mà cay quá. Đi làm mướt cay quá cả nhà. Đây.
Em mời mọi người nha. Ớt đỏ luôn. Các em thua quá. Di ăn hết rồi. Ăn trước em luôn. Mà mọi người cắp đi. Mà ông bảo chú miếng hốc nè. Hốc nào thử quá sẽ chua. Em mời mọi người cùng ăn cắp với em nha. Cắp thì nó không có chua mấy cả nhà. Rồi dắt em thua rồi. Cắp ngon rồi, em ăn cái hạt đó. Cắp non mà nó hạt được, chắc hạt nó mềm. Chắc chắc không chứ. Nó ăn mặn mạnh mạnh vô. Nguyên một mâm là ăn sao hết. Ngon không? Ngon quá. Mấy chai sò bữa này nó chua hơn mấy sò trắng. Không có móng tay. Bỏ đi. Quốc dây thế vậy chứ ăn chua ngon em. Ôi, ăn chua giỏi ghê chưa, đỏ mặt hết trơn rồi cả nhà ơi. Này. Này khó à. Người đó ta nhìn có thấy biết là gì không mà. Đây. Chanh nha. Em mời mọi người cùng ăn với em nha. Ngon mới nè. Bỏ hậu nghe dây đắng. Em ăn hậu rồi. Mình dám ăn được nha cái nè. Mà có biến sắc không? Nó chua thiệt nhưng mà không vì cái bao lì xì đó đẹp đẹp cố. Thật sự là chua thì ít mà cay nhiều nha. Em chấm ít nên em không có cay. Mấy ngày Tết qua thì chị em đi cũng đi chúc Tết tất cả ông bà cô chú mọi người xung quanh của người thân của tụi em á. Thì là đi lại mỗi nhà gia đình vậy đó, ai cũng mời ăn bánh mứt nè, rồi đồ ăn các loại trơn, dầu mỡ nhiều lắm. Cho nên là hai chị em nay quyết định làm một cái mâm đồ chua vậy nè, ăn cho nó bổ sung vitamin cho cơ thể mình nha. Mấy bữa nay thì công ty em nghỉ đó, cho nên là nhớ mấy chị làm chung lắm. Ở trong công ty đi làm lúc nào cũng có mấy chị để mà ăn đồ chua chung vậy nè. Sớm khoảng 7-8 chị vậy đó. Ăn ngồi ăn chung vậy đó. Những cái món đơn giản nè mà cảm thấy nó ngon lắm đó nha. Nhưng mà nay thì nghỉ nó cũng hơi lâu, cho nên là mới đi làm lại, nên nhớ mấy chị quá. Nay ngồi ăn những cái món cũ. Cái tắc này. Đây là em lột tắc nha. Thấy vậy mà nó chua hơn chanh. Tắc thì bình thường là em ăn em lột vỏ không à. Em không có ăn vỏ tắc được, nó bị tăng tăng á, cho nên là em lột. Vì nó như cái quýt á thiệt. Thì lúc nào em ăn cua ăn tắc là em cũng lột vậy nè. Cái này mà mình lột ra có nhầm chị không biết á. Cái em nói à, thái nó không có chua đâu, mấy chị đâu có tin đâu cả nha. Ăn quýt không chị hả? Chị có rồi, trái chị bự hơn cân này. Mẹ Duy ăn trước rồi ngon không nè, coi mặt có biến đổi không nè. Trời ơi, mặt em ấy à, không cảm xúc. Cũng chua. Cũng chua hả? Đây. Đây. Trời ơi, nó bị bẻ. Cay quá cho nên em chấm muối ít thôi nha. Chua. Em ăn cay không được, không được nhiều, dở lắm. Đây, em mời mọi người tắt nha, tắt cái muối ớt với em. Ngọt, thật sự là tắt, tắt nhà em chồng rất là ngọt luôn.
này Di, nhìn nè, em mời mọi người nha, cậu bắn tắt cho em nha, nghe nhìn nè. Thật sự là quen rồi. Em ăn tắc là nó không có hề chua luôn. Em mời mọi người đi một cái tắc nữa nha. Đừng có phun gì. Phun hạt. Phun để tay nè nha. Em không biết ăn tắc. Thôi vậy Di ăn gì được Di ăn đi. Em mời mọi người thêm một cái tắc cho em nữa nha. Tắc á, có nhiều người ta nói mình ăn tắc á, mình phải ăn cái vỏ nó mới tốt. Cái vỏ nó có vị thuốc á. Mà vỏ thì em để ngửi thôi. Em không thấy chua mà em thấy cay. Mà chị có dính gì không Di? Không. Đây. Em mời mọi người nha. Một trái tắc luôn. Test thử một trái coi cảm giác như thế nào nha. Không chấm luôn à. Chị ăn tắc là không có cảm nhận được gì chua. Này, em mời mọi người một ít chanh nha. Nghe nha. Ăn chanh với ăn tắc nhiều vitamin cho cơ thể. Sợ đi, nó cay thôi. Cài em cay chịu không nổi. Thấy cay gì không cay 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 quá. Cay gớt mắt. Khóc luôn á nha. Nãy em với Di đi vòng vòng nhà tính đi mò cá hay giăng lưới gì đó cho mọi người cùng coi. Nhưng mà hôm nay nước lớn quá. Rồi em cũng không có đi mò cá được. Em biết là em quay mò cá rồi này kia thì cả nhà coi nhiều khi nó sẽ chán. Cho nên là hai chị em hôm nay là đổi món đi. Ăn đồ chua. Cái trái xà bưởi này nó không có chua nghe nha. Ngon. Em ăn đồ chua em không quen chấm. Chấm có mưa cay cái là em muốn khóc à. Ý, em chấm ít vậy đó mà vẫn cay. Đầm đồ bà cũng chết hiểm vậy. Đỏ mặt hết trơn à. Chấm ít thôi. Chấm ít lắm rồi. Mà vẫn chua có lộ cay. Đây. Em mời mọi người một miếng chanh nữa nha. Đây. Chanh em sắc miếng nha. Vậy nè. Dễ ăn. Em chấm em ăn không được. Giống như chấm thì cái nó cay quá. Ăn nguyên set. Chanh ngọt ngay nha. Ngọt. Ngọt mà. Ngọt. Thử lại không? Thử không? À, nãy giờ Di thấy trong cốc nè, xài chanh với tắc, món nào ngọt nhất nè? Cốc. Cốc. Cốc ngọt nhất. Còn đối với em á, em ăn á là em thích chanh và tắc. Biết lắm rồi. Nhà nào cũng thấy chị hay ăn chị. Em ăn thường xuyên là tắc. Tại em nói chuyện á là em ăn cay á là nó bị đứt tiếng em luôn rồi.
em ăn không quen á, có ớt nhiều quá nó muốn gớt gớt nước mắt luôn á nhà. Em mời cả nhà một trái tắc với em nữa nha, tắc với mọi người đừng nói quýt nha. Dây dòm kìa. Ăn hết nữa. Vậy là thua rồi. Thua hả? Chỉ còn ăn là cưng còn thua đó nha. Vừa vừa thôi, sức mình để đòn tới đó thôi. Đẹp quá. Bắt quá chị bắt làm vịt hay heo gì thôi chứ gì đâu phải không. Đây em mời mọi người cùng ăn tắc với em nha. Cho nguyên trái luôn. Nó không có chua. Nè nhìn chị nè. Thôi em không tin. Em nói tắc thái mà em không tin. Nè. Thật sự là tắc thình, tắc thường của mình nghe cả nhà. Bao nhiêu tắc thái em nói gì đâu. Cái tắc này như là miền Bắc người ta gọi là trái quất. Quất không ta? Thấy không Di? Em thấy những ngày Tết á, có nhiều người ta cũng tin chân cái quất này nè. Dạ hẳn. Thật sự mình nói á, thì lên đây gán gồng gượng nghe thôi. Chứ tắc là nó chua không thể nào nói. Tắc với chanh là nó chua, thật sự là chua. Chứ không phải là em nói ngọt cho nên là em không tin nha. Nói vậy giờ chứ em mời mọi người thêm một miếng xài với em nữa nha. Không có trái tắc nào mà không có chua chứ. Tắc nào cũng chua. Nhưng mà ớt nó đầm á thì ngon thiệt nhưng mà cay quá em ăn không được. Đây mời mọi người một ít xài nữa nha. Chị hai chấm nhiều lên là nó không có cay. Cay lắm. Mà không cay nhiều nó sạch. Giữa ruộng vậy nè. Em cũng chẳng có biết là em nấu món gì cho cả nhà coi nữa. Tại vì thì chỉ có cá này kia thôi, nó đơn giản vậy thôi. Thì chị em á trên này á có thời gian á thì đi bẻ những cái cây như vậy nè ăn thôi. Cóc xài. Như em thích ăn chua nhiều á thì em đi bẻ chanh tắc. Còn tụi nó thì ăn chua dở lắm cho nên là tụi nó đại xài chín sồn sồn một chút nữa. Xài bột như vậy nè, nhưng mà nó bột một chút nữa nó lên màu vàng á, tụi nó ăn. Ở mấy thì tụi nó thích ăn xài chín với cốc thì cốc non, hoặc là cốc này là nó trái lớn nè, nãy em có tách một trái nè. Mà bột. Em thì ít ăn đồ ngọt nha. Bột khác thì đi bẻ bây giờ uống. Em chỉ thích ăn đồ chua nhiều thôi. Xài chín em không ăn nè, thích ăn xài sống. Cốc thì cũng ít nữa. Ổi thì em cũng ít ăn nữa, tại ổi nó không có chua nhiều. Thích cái gì đó thật là chua. Đây, mời mọi người ăn một miếng xài nữa với em nha. Sao bà hết nổi á? Sắp chua hết nổi à, đỏ mặt hết trơn rồi nè. Vì nó ăn vậy là cũng giỏi lắm rồi đó mọi người. Tại xài mẹ em chồng á, nó còn sống nên nó chua khủng khiếp luôn. Xài cá quả lọc á, nhưng mà nó khi mà chín thì nó ngọt thanh luôn á, nhưng mà nó sống thì lại chua. Không nói thì thôi, đừng ép mình quá. Chịu làm con vịt đi. Đó. Thế nào chị hai nghĩ em mới nghĩ. Đó. Chị chưa nắng mà ngồi ăn một mâm trái cây chua vậy ngon quá trời luôn cả nhà. Nóng.
nó hơi hắt nắng nè. Nãy coi kìa, em đi có gió, cái này nó đứng gió luôn rồi. Cho nên là nó hơi hầm á. Nó không có nắng gắt nhưng mà nó ui ui á, cho nên nó hầm. Chanh ngọt. Đây, em mời mọi người một miếng chanh nữa với em nha. Ăn chanh rất là tốt cho sức khỏe luôn. Chanh Thái không có chua nha nè. Ui, em lo, em lo những cái hai mình giống như vậy. Chờ luôn nha. Em ăn cắn giống cái hộp. Em ăn hộp không được, đắng. Ăn chua được mà vị đắng em ăn không được. Nhả nữa không? Không. Không nói nữa hả? Vậy em mời mọi người một cái tắc nữa nha. Vì cái này trái tắc hay trái quýt gì? Vì giống trái quýt nhưng mà nó thật sự là trái gì? Tắc. Tắc cả. Mà tết á, mà mình đem trưng bày để mà tao người mà khách mà tao không biết người ta lấy ăn chắc chua lắm. Không, tắc Thái nó không có chua. Chừng cãi chị không mà, nó không có chua thiệt mà. Nhưng mình nói với chị hai là không chua. Nè, em mời mọi người một trái nữa nha. Thôi mùi biết chua. Không chấm luôn hả? Ừ. Em mà ăn em không chấm rồi nãy em thua. Giờ cái đầu hàng chưa? Chưa. Hàng chưa? Chưa nữa, ăn nữa hả? Em sẽ không chịu thua. Thôi thì chị á, chỉ đùa với cưng thôi. Thì năm mới chị cũng chúc Quốc Di là năm mới tuổi mới sẽ ngày càng ngoan nè, lớn lên ngày càng đẹp trai nha. Thì hôm nay chị có cái lì xì này tặng cho cưng, dù cưng thắng hay thua gì chị cũng lì xì cho. Hồi mùng 1 là em có lì xì cho nghe nha. Hôm nay rủ ăn chùa chua chung á, rồi cái em mới nói là nếu mà ăn thắng em mà em cho một phong nữa. Ai ngờ đâu gì cố gắng nhận một phong lì xì này mà ăn chua thiệt sự luôn. Đây thì đây. Dạ em cảm ơn chị hai. Ừ. Năm mới em chúc chị hai ngày càng xinh đẹp. Phước tài phước phát tài phát lộc. Cái gì nữa? Quên. Quên này. Mới con chúc ông bà cô chú trẻ mãi không già, tiền vô như nước, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Rồi. Mọi người ơi thì em á nó chúc cho mọi người năm mới như vậy đó, tại vì nó hơi ngại. Thì hai chị em thì cũng cuối đầu năm mới, hai đứa em xin chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn có một năm mới thật là an khang bên gia đình nha. Thì công việc á thì phát tài phát lộc nè, công việc thì suôn sẻ, gia đình thì hạnh phúc nha. Hai chị em thì có lời muốn chúc đến mọi người vậy thôi. Thì nãy giờ clip em cũng dài rồi, cho nên là em xin kết thúc video em ở đây nha. Nếu như mọi người cảm thấy yêu quý em thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký. Cả nhà cũng đừng quên nhấn chuông nha, nhấn quả chuông kế bên á để mình có thể nhận được thông báo mỗi khi mà em ra video mới nha cả nhà. Em xin chào tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà.